Ôi dồi ôi, bây giờ cũng ngủ gà ngủ vịt cơ, thế thì giàu thế nào được? Lao! Đánh chưa để ăn sáng? Thế có thằng Hậu đâu? Ơi Hậu à, Hậu chắc giờ vẫn ngủ. Lương đi gọi Hậu ăn sáng đi. Gọi Hậu, gọi Hậu ăn sáng đi. Gọi lấy giờ. Gọi anh về đây nhanh. Hậu ơi! Mì tôm không à? Không có trứng à? Ôi, giảm cân. Giảm cân cái gì? Thôi mẹ ăn. Hả? Mẹ ăn một bát đi con bát. Nhảy lên. Sáng giờ gọi dậy. Con ăn nhá. Ăn dẫn đi rổ cỏ cho mẹ. Lại đi làm mẹ. Đúng rồi. Chết rồi. Thiếu đũa. Ông đi lấy đũa đi. Đây. Này, con ăn nhanh này. Ăn nhanh đi. Ra. Mẹ nấu mì tôm này chả có trứng gì. Chả có rau gì. Lấy Hậu đây. Cho con ăn này nhá. Mẹ ơi. Ôi. Mẹ. Hôm nay con mệt lắm mẹ, như ốm thế nào. Chắc nay con không đi làm đâu mẹ. Để hôm khác con đi nhá. Này. Hay là lười trốn việc à? Lại bảo là mệt. Có ăn mệt mẹ. Em còn đang đau bụng đây này. Con mệt thật vào, đau đầu lắm mẹ. Thế làm sao mà con mệt? Con không biết đâu mẹ, tối hôm qua con ngủ con cứ đau đầu như cái người ấy, sáng nay mệt, con chắc con không đi ở đâu cả. Mẹ biết hôm nay đi làm nên lười giờ vợ. Thôi, bây giờ thế này nhá. Thôi Hưng mẹ Lương có hai con ăn mì xong ra rồi quả hành quả tỏi cho mẹ. Thế còn con cứ ăn mì xong con ở nhà nấu cơm cho mẹ nhá. Dạ vâng ạ. Em đầy đau bụng đây này. Thế chả được ở nhà như anh. Hậu, con ăn đi. Hậu sướng nhỉ Lương nhỉ? Chả thế. Đấy, mỏi quá hết bát mì tôm bây giờ. Mà này, trưa nay ở nhà nấu cơm con ngon mà nhá. Con mời mẹ nhá, mời anh. Mày ăn đi. Ở nhà nấu cơm ăn ngon đấy mà. Biết rồi. Trưa anh làm đậu suất cá chua cho em ăn. Mệt quá ăn mì không ngon mẹ. Không ngon nó quánh gần hết bát mì nữa. Anh thật sự có mùi giả dối đâu đây anh nhỉ? Chưa nấu cơm cho mẹ. Vâng, có biết rồi mẹ. Nấu cơm mà không ngon á, về thì chỉ có biết tay rồi. Đi làm một tháng. Mì tôm ngon quá con ơi. No quá mẹ ơi. Vớ vẩn nữa kéo Hậu đánh bát mì vào khỏi bệnh. Mẹ nhìn con mặt hồng hào lên bao nhiêu rồi đấy. Chưa mẹ ơi, con mệt lắm mẹ. Vẫn mệt. Chắc là ăn mì toát mồ hôi đấy mẹ. Mà lúc trước chưa ăn mì đói quá là tụi tao biết. Thôi, hai con ăn nhanh nha, đi rửa khóa. Thôi con ăn xong rồi mẹ. Thế con đi mặc quần áo đi làm đồng với mẹ nhá. Rồi, hai con cả Lương đi nhanh ra rửa. Mẹ với em ăn xong cứ để bát này cho tí con rửa cho. Thế con đi. Còn trong con mì nhá. Mấy lũ tỏi đấy nhá. Thế bây giờ mình làm bác Hải. Mẹ ơi. Hả? Cái hành này là sắp được ăn đấy mẹ nhở. Anh ơi. Anh nhầm mà đấy là tỏi. À ừ tỏi. Trời đất ơi. Lâu. Cuối tháng 12 con ạ. Lương ơi. Dạ? Hậu sướng nhỉ. Đúng rồi đấy. Hậu chả phải đi làm đồng gì. Lần sau anh sở bài đấy chắc cũng được ở nhà ngủ đấy nhở. Chưa chỉ việc. Thôi đấy là lười rồi. Còn giả vờ ốm rồi còn nói chuyện gì đấy. Tỏ Lương này lười mày nhỉ. Đâu em lười đáng nghe em ở nhà này. Lười. Hay em đau bụng em phải đi này. Đấy sau rồi lấy chồng rồi mẹ chồng sai đi làm mà con ốm này con đến tháng này không được. Mẹ nhờ. Quạ mổ. Tháng thì đến một lần như ai đến cả 30 ngày. Dù nhanh lên cầm được cả gốc ấy. Đây là mẹ không phun thuốc. Quả nhiều nhờ anh nhờ. Đúng rồi. Con có ngửi cái mùi gì không? Hình như là chú Hậu đã đang đầu bếp ra khi mở. Con chả ngửi mùi gì mẹ. Con chỉ ngửi cái mùi phân bò hay phân lợn đây mẹ. Chú nào hết luôn đấy. Mà mẹ ơi. Hả? Con buồn vệ sinh quá, con đi về con vệ sinh cái mẹ nhá. Mẹ nhá. Đi sao? Mẹ nhá. Chị đi. Con đi vậy vệ sinh cái. Các bạn ơi, các bạn vừa lấy mình xin mẹ mình về các bạn ạ. Để trêu thằng em trai mình, cho thằng em trai mình các bạn nhá. Hôm nay thằng em trai mình nó dùng mưu kế đó các bạn ạ. Nó giả vờ ốm để nó không đi làm bạn nhá. Nó rất là lười làm các bạn ạ. Đấy, hôm nay ở nhà nấu cơm bạn nhá. Cho nên hôm nay mình sẽ chôn thằng em trai mình các bạn ạ. Hôm nay các bạn ạ, em trai mình ở nhà nấu cơm bạn nhá. Nó sẽ làm một mâm cơm để cho cả nhà mình ăn các bạn ạ. Mình sẽ chôn thằng em trai mình hôm nay nấu một mâm cơm siêu chua các bạn ạ. Để mẹ đánh cho nó một trận các bạn nhá. Đấy, đây các bạn này. Mình chuẩn bị một cân chanh nha các bạn này. Đấy, hôm nay thằng em trai mình nấu cơm, mình sẽ cho chanh vào.
để xem hôm nay về mẹ mình ăn các bạn ạ. Đi làm đồng về mệt không có cơm ăn các bạn nhá. Đã thế nấu một mâm cơm siêu chua các bạn ạ. Kiểu gì hôm nay thằng em trai mình có bị đánh đòn một trận các bạn nhá. Đấy. Dám dở trò mệt, hôm nay con mệt lắm mẹ. Nói phép để đỡ phải đi làm bạn ạ. Mình với em gái làm đồng ngoài kia vất vả lắm bạn nhá. Đấy, mình xin về để cho thằng em trai mình các bạn nhá. Đấy. Chắc là nó không có nhà đâu các bạn ạ. Đấy thì tí mình sẽ dình dình nó nấu cơm các bạn nhá. Xong mình lủi vào các bạn ạ. Các bạn thấy video này mình hay, nhớ like và chia sẻ với ủng hộ mình các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vắt chanh vào bát các bạn nhá. Hôm nay thằng em trai mình kiểu gì cũng bị đánh các bạn ạ. Đấy. Lười làm các bạn ạ. Hôm nay mình dùng chiến thuật. Đấy, thế là mẹ mình lại không bắt mình đi làm. Sướng thật đấy. Ở nhà nấu cơm thôi. Ấy à, một đốt ngón tay đủ rồi. Hôm nay á, mình sẽ nấu canh xương su hào. Món này thì ngon, tuyệt vời luôn. Ấy à, ngon đấy. Ngọt hết vậy, vừa bạn rồi. Ngon. Ngon thế. Xem nào. Ấy à, chín rồi đấy. Thế là đã xong bữa trưa. Giờ chắc lên nhà nghỉ tí. Canh su xương su hào này, cà pháo này. Ờ gì đây? Tóc mỡ vậy, đậu sốt cà chua. À tóc mỡ à? Ngon đấy mẹ ơi. Tóc mỡ này ngon đấy. Hậu này đảm đang đấy nhỉ. Ê, bữa cơm này có mấy chục nghìn thôi. Mẹ thấy lét chưa? Quá lét luôn. Lần sau mẹ tôi đã còn nào nấu cơm nó cũng bảo. Đây mẹ ơi, nấu cơm này chắc có cháy nhỉ. Không, nấu cơm mẹ ơi. Nấu cơm. Rồi đã một. Em gái lấy kia đã. Đấy, hôm nay em sướng nhất đấy, ở nhà đấy. Quỷ. Anh mẹ em gái đi làm khổ. Không, không sướng đâu mẹ, ở nhà nấu cơm vất vả lắm mấy con. Quỷ. Đi chợ đi bộ mấy cây số mới mua được dưa mới xuống vào ấy. Ở nhà nấu cơm nó cũng mát. Quay lên. Kia đâu nhỉ? Lâu thế nhỉ? Anh xem kìa ngoài đấy không? À đây, kìa. Đấy mẹ ơi. Hả? Hậu nấu ăn nhìn ngon mẹ nhỉ? Hậu nấu ăn ngon. Tuyệt vời đấy mẹ ơi. Có nấu được đâu, anh nấu cháy không?
Cháy đâu nhỉ? Có cháy không? Có cháy để ăn không ấy? À có. Cháy. Cứ ăn hết cháy trong quán này. Ôi giời ơi mẹ ơi ngon. Con mà mẹ ạ. Có con cơm đi. Đây của anh. Con mời mẹ ăn cơm. Anh gắp cho mẹ miếng xương đi. Đừng cái. Đừng gắp. Gọi mẹ. Đấy rồi. Vì ngon đấy nhỉ. Ngon nhỉ. Ăn đi mẹ ơi. Em ăn đi. Con mời mẹ nhá. Mời anh mời em nhá. Con mời mẹ em mời hai nhá. Ăn miếng gì giờ nhỉ? Đậu đây. Ủa ôi. Sao Hoa Hoa anh? Sao đấy? Mẹ ơi. Hả? Em nấu cái canh em cho chanh vào đây à? Ê, chanh cho mà chanh anh nhỉ, vớ va quá. Chua đi. Món này món này xem nào. Anh, sao lại chua? Ừ. Sao món này cũng chua ấy? Chết rồi mẹ ơi. Con có cho gì đâu sao lại chua mẹ nhỉ? Em nấu canh em cho chanh vào à? Không. Đâu em cho đâu. Chứ con nấu cái gì mà chua đấy? Ê. Ê. Kiếp làm vất vả đấy. Em biết ăn mà nói. Sao em nấu canh em nấu thịt đậu thuốc cà chua lại cho chanh vào hay cho gì vào nó chua đi, con nó chua đâu, con nó cho đường với bột canh với chính thôi mà. Anh em nó món này cũng chua. Đây này. Món này cũng chua, cả sắp chua. À cà pháo thì ăn được. Cà pháo ăn được. Được. Nhưng mà sao con này chua nhỉ mẹ nhỉ? Đây chết. Ui, mẹ ơi. Con nấu nướng thế nào con? Không, em nấu nướng kiểu gì đấy? Con không biết là sao nó chua ấy. Con cho gì con chanh anh đâu, con đọc cho mì chính với bột ngọt. Ô mẹ cũng nghi mẹ bảo sao là gạo ở đâu đấy? Hay là ê! Cũng chua! Gạo cũng chua! Gạo cũng chua luôn! Eo! Anh nấu ăn kiểu gì đấy? Nấu cơm kiểu gì mà đấy? Con ơi! Thế bây giờ mẹ với em đi làm về có cái bàn mâm cơm con nấu con không được ngon thì con nấu kiểu gì? Mà con không biết con được đọc cho hạt lên mẹ mì chính thôi con cho ăn gì đâu. Sao nó lại chua lại? Con lên chua này! Lúc con thử nó có chua đâu! Con nấu xong con thử đàng hoàng mà! Mẹ ơi! Ăn cái gì đây chua mẹ? Đây cho mẹ mới chua mì xương nè! Yep. Món nào mì xương nè? Một luyết ra ấy! Chua mẹ. Ôi, khiếp lớn rồi, lấu ăn thì cái lạnh lấu. Mẹ ơi. Hả? À? Em nấu kiểu gì đấy? Lấu cái nào? Thì con đọc cho hạt lên với mì chính cho con biết sao, nhưng con lấu xong con thử vào. Quánh cho trận mẹ. Anh không biết mẹ bé nhưng làm. Con làm chỗ kia mẹ ơi. Chỗ kia mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ quánh nào? Thôi, đã con lấu mâm khác. Đi đâu không lấu được. Thôi, để con lấu quánh cho trận mẹ ơi. Thôi. Đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Cái mọc cơm. Mày láo thật. Mâm cơm lớn không được. Mẹ quánh lên nhau trận. Mẹ ơi! Ăn rồi, nấu cơm chả ăn à? Kiếp! Con xem nó cho cái gì đấy đây nhá! Đấy mẹ ơi! À? Đây này! Nước canh chua luyết mẹ ạ! Kiếp! Thì ăn không ăn, không để cho lợn thôi! Thế bây giờ ăn cái gì mẹ ơi? Không ăn, ăn rồi nó ngộ độc thì tịt toay, lại đi bệnh viện! Cơm cũng chua mẹ! Thôi đây, không ăn nữa! Thôi! Ra xe mẹ vào đâu? Đưa bảo nó vào đây! Thôi bây giờ đi nấu mì tôm ăn mẹ! Đi nấu mì tôm ăn! Ăn gì nữa? Con dọn đi! Rồi. Chán đi làm vất vả cả ngày về cứ cơm. Chán. Không ơi. Về được không?